Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân Đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, nói về cái thiền hơi thở thì đây không phải là một đề mục dễ, bởi vì như sư đã nói với quý vị, thiền hơi thở là đề mục của chư Bồ Tát Độc Giác, chư Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Nói như vậy thì chúng ta nghe là rất cao siêu. Nhưng mà bên cạnh cái việc cao siêu đó cũng trình bày một sự thật. Đó chính là thiền hơi thở không phải là dễ. Và thời gian qua quý vị thực hành, quý vị cũng thấy rồi, nó không hề là việc đơn giản đâu. Mà đó là chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, chứ không phải là chúng ta chưa có đi sâu vào hơi thở, chưa có đi sâu vào. Chúng ta chỉ mới là nhập môn, bắt đầu theo dõi hơi thở. Hơn nữa, cái vấn đề của người Việt chúng ta đó là chúng ta đã theo dõi hơi thở một cách tự túc, tức là ít nhiều chúng ta cũng nghe việc theo dõi hơi thở, rồi chúng ta tự thực hành hoặc là nghe người khác hướng dẫn. Cái vấn đề là từ đó nó phát sinh rất là nhiều chuyện, như là việc chúng ta điều khiển hơi thở, việc chúng ta theo dõi sự chuyển động của hơi thở, việc chúng ta theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm. Từ đó đó là cái việc thực hành hơi thở của chúng ta trở nên rất là khó khăn. Nó giống như một cái người mà dạy đàn thì có hai người tới học nghề. Thì cái người một đứa đó, thì nó không biết gì cả, thì ông thầy thu 10 đồng. Mà còn cái đứa mà nó nghĩ là nó đã tự học đàn trước đây rồi thì chắc có lẽ ông thầy thu ngắn hơn, thu ít tiền hơn. Nhưng ông thầy lại thu 20 đồng. Nó hết hồn, nó nói tại sao cái đứa chưa biết gì cả thầy thu có 10 đồng, mà con đã biết được chút ít rồi thầy lại thu tới 20 đồng. Ông thầy nói cái đứa nó chưa biết gì cả đó, tôi dạy nó như thế nào thì nó làm y như thế đó, không có vấn đề gì hết. Còn anh á, tôi phải vừa dạy anh mà tôi phải vừa sửa cái cũ cho anh nữa, cho nên là cái sức tôi tốn gấp đôi, thành ra tôi lấy 20 đồng. Đó là câu chuyện. Còn thực tế thì xưa có một người cô
Thì cô về sau đi định cư ở nước ngoài, định cư ở Mỹ. Lúc trước, trước khi ở Việt Nam thì cô giỏi tiếng Anh lắm, tiếng Anh cô giỏi dữ lắm. Thì nhưng mà đến khi mà qua Mỹ, ông thầy mà dạy cái dạy tiếng Anh, ông chửi nó thà mày chưa biết gì hết tao dạy nó còn dễ, chứ mà mày biết cái kiểu này tao dạy nó khó vô cùng mày biết không? Tại vì quý vị biết là cái kiểu những cái năm mà 90, 2000 người Việt mình nói tiếng Anh nói rất là tệ. Cho nên là ông vừa dạy mà ông vừa vừa phải sửa cái cũ, mà sửa như vậy đôi khi nó còn vướng vướng cái học trò nó cãi nữa. Có những cái nó không giống hồi trước nó học là nó cãi. Thành ra ông thầy nó dạy mệt mỏi lắm. Chúng ta cũng vậy đó. Khi mà quý vị chưa biết gì hết, hoàn toàn chưa biết theo dõi hơi thở là cái gì, thì sư gặp một số thiền sinh, các vị đó tiến bộ rất là tốt, tiến bộ rất là nhanh, thậm chí đạt được rất nhiều lợi lạc. Còn những vị đã từng biết hơi thở trước đó rồi, cà chật cà vuột, cà chật cà vuột, gặp đủ thứ khó khăn hết trơn. Nó làm sư nhớ đến ngài Sila-nanda. Có lần ngài đi qua Trung Quốc, ngài dạy. Thì ban đầu người ta thỉnh ở nông thôn, khu vực nông thôn dạy khóa thiền 10 ngày. Dạy những người nông dân ở đó. Xin thưa là nông dân ở đó thì họ chỉ biết có Amitabha, tức là A Di Đà Phật thôi. Chỉ biết cái gì đó thôi, nhắc tới đạo Phật chỉ biết Amitabha, không biết gì hơn cả. Và ngài thiền sư thì vẫn kiên nhẫn dạy họ. Và dạy thì tới ngày thứ tư đã có 10 người là thấy ánh sáng rồi. Thì họ thấy là trời ơi, cái gì mà như là thần thông vậy, thấy hào quang, họ mê lắm. Và thế là thiên hạ họ kéo nhau tới họ học. Tới ngày thứ 9 rồi mà vẫn còn người tiếp tục tới đăng ký học. Bởi vì họ thấy nó hiệu quả hơn so với cái việc mà họ chỉ biết Amitabha suốt ngày. Và ngài chỉ đơn giản nói là thôi từ giờ chứ đi thì theo dõi hơi thở đi, đừng có Amitabha nữa. Và sau đó thấy khi mà thấy cái khóa thiền ở nông thôn thành công rồi đó, thì người ta mới thỉnh ngài lên dạy ở một cái ngôi chùa lớn ở trên thành phố. Nhưng mà khi dạy trên ngôi chùa lớn ở thành phố đó thì nó lại gặp sự cản trở. Đó là những người, những cái vị thầy mà học, những vị thầy ở đó đó, thì khi nghe vị này hướng dẫn thì họ khó chấp nhận. Và họ ngồi lại, họ bàn với nhau, họ tranh cãi nhau về phương pháp thực hành. Và đến cái thời mà trình pháp á, thì chỉ có hai ba vị đến trình pháp thôi. Và khi thấy cái việc tu tập ở đó không có hiệu quả thì tới ngày thứ ba thì ngài đi về. Điều đó nói lên cái gì? Là khi chúng ta chưa biết gì cả đó, việc theo dõi hơi thở mặc dù nó không dễ, nhưng nó không đến nỗi quá khó. Nhưng khi chúng ta đã quen với những cái cách tu tập trước, mà bây giờ chúng ta sửa lại thì chúng ta phải tốn sức gấp nhiều lần để vừa quen với cái mới mà vừa bỏ cái cũ. Cho nên là quý thiền sinh, sư thấy là quý vị có sự nỗ lực, cũng gặp nhiều khó khăn. Và sư khuyên là quý vị nên nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới vượt qua được. Khoan vội từ bỏ. Tại vì cái việc mà chúng ta vội từ bỏ trước cái khó khăn
thì chúng ta sẽ không đạt được cái gì cả. Đời sống tu hành thì muôn vàn trắc trở, không lẽ đụng một chút xíu chúng ta lại từ bỏ hay sao? Thành ra phải sửa lại. Đặc biệt là chúng ta phát hiện mình có những vấn đề thì chúng ta sửa lại. Chuyện đó hết sức bình thường. Khi tu tập thì nhiều vị hành giả phóng tâm. Thậm chí là nhiều người họ sợ với những cái phóng tâm đó. Nhiều người họ bị ám ảnh, họ sợ lắm. Có người xin đi vào trong cốc để đóng cửa tu thiền, nhưng mà những cái phóng tâm, những cái vọng tưởng đó, nó dồ dập lấy họ và họ hoảng hồn, họ tông cửa, họ chạy. Chuyện đó đã từng xảy ra rồi. Bởi vì chúng ta không khéo xử lý những cái đó, không khéo xử lý. Quý vị đừng nghĩ là trên lý thuyết nha, việc thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta chỉ ghi nhận phóng tâm rồi quay trở lại đề mục thiền là xong. Lý thuyết là như thế. Nhưng cái vấn đề là chúng ta không có sức mạnh của tâm đủ để làm điều đó. Nó giống như quý vị đến hỏi một cái ông võ sư, nó bây giờ nếu như ngài gặp một tên cướp chĩa con dao vào cổ ngài thì ngài làm cái gì? Thì vị võ sư với nhiều năm kinh nghiệm võ nghệ đầy mình thì đó chỉ đơn giản nói, thì tôi chụp cái tay nó, tôi dặn, tôi lấy con dao ra là xong. Nhưng mà nhớ, cái đó là vị võ sư vì đó nói nghe, và cái người làm là vị võ sư làm nghe. Còn mình mà nghe theo cướp chĩa dao vô cổ, mình chụp cái tay đó, mình dặn mà lấy con dao là ngày này năm sau là ngày giỗ của mình. Cho nên có những cái người khác làm được chưa chắc chúng ta đã làm được. Bởi vì chúng ta không có sức mạnh, không có sự khéo léo. Chính vì như thế, chỉ riêng cái vọng tâm thôi đó, nó làm khó biết bao nhiêu người hành thiện. Bởi vì thứ nhất là trong ngày thường chúng ta không thu thúc sáu căn của mình. Đừng nghĩ cái chuyện chúng ta mắt mở ra muốn nhìn cái gì thì nhìn, tai muốn nghe cái gì thì nghe. Chúng ta cứ giao tiếp, cứ nói chuyện, cứ trò chuyện, cứ đọc sách, đọc điện thoại, xem tivi, các thứ nó không ảnh hưởng. Sai. Tất cả những thứ nho nhỏ đó nó đều ảnh hưởng đến chúng ta cả. Đừng xem thường việc ác, nghĩ rằng chưa đến ta, như nước nhỏ từng giọt sớm muộn cũng tràn ra. Người ác chịu khổ não do tích lũy dần già. Mỗi một chút xíu đó là cái việc bất thiện. Khi chúng ta không thu thúc sáu căn thì mỗi một chút xíu phóng dật đó chính là bất thiện. Đừng nghĩ là chúng ta chỉ nói chuyện là nó đâu có gì đâu là ác. Chúng ta chỉ ngắm hoa, ngắm lá, ngắm chim, muôn thú vật, nó đâu có gì đâu là ác. Nó là bất thiện. Tại sao nó là bất thiện? Bởi vì nó khiến tâm của chúng ta phóng dật. Và khi quý vị ngồi thiền, tâm tĩnh trở lại thì quý vị sẽ trả giá cho điều đó. Là tất cả những thứ vọng tâm nó sẽ ùa vào và nó đè ép mình. Và khi đó mình phiền não. Mình phiền não vì sao mà người ta hành thiền, người ta ngồi yên như vậy, mà mình hành thiền mình cứ cục cửa hoài, mình ngồi không có yên nổi. Và càng phiền não thì mình lại càng muốn hướng ra bên ngoài để nó giải trí, để nó khuây khỏa. Và chúng ta rơi vào cái vòng lặp bất tận, không thể nào thoát ra được. Chính vì như vậy đó, chúng ta phải thu thúc lại. Trong thời gian hành thiền, thu thúc lại. Mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi, lưỡi bớt nếm, thân bớt xúc chạm, ý bớt suy tư.
Hãy để cho tâm của chúng ta càng đơn giản càng tốt. Hãy để cho sinh hoạt của chúng ta càng đơn giản càng tốt. Thì khi hành thiền chúng ta mới bớt bị quấy rối bởi các ngoại cảnh bên ngoài. Một điều nữa để trị những cái phóng tâm, đó là chúng ta cần thời gian để nó ngắm. Nó giống như một người nông dân chân lấm tay bùn, thì khi họ vừa mới lên chiếc xe bò đó thì tay chân của họ vẫn còn dính bùn. Nhưng mà nếu như cái xe bò nó chạy một đoạn xa, thí dụ như chạy từ quê mà lên tới tới cái phố thị, thì giữa đường đó là cái bùn nó đã khô rồi và nó đã rớt ra rất là nhiều, thì nó sẽ đỡ bẩn hơn cái lúc mà mới lên xe. Rồi khi mà lên tới phố thị là bùn nó đã rơi rất là nhiều, họ có thể họ phủi và nó bùn nó rơi sập xuống dưới. Thì khi mà lên đến cái chỗ bán nông sản thì nó cũng chỉ còn dính lại tí bùn ở trên đầu móng tay móng chân, và thậm chí là có khi mà cần rửa nước thì rửa nó cũng rất là nhanh. Còn khi mà ở dưới mới lên thì bùn sình nó còn dính nhiều, nó còn ẩm ướt. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta đắm chìm với các dục bên ngoài thì tâm của chúng ta nó còn ẩm ướt bởi các dục. Chỉ khi nào mà chúng ta vào trong môi trường thực hành chùa chiền thiền viện vân vân, theo thời gian tâm chúng ta nó khô dần, giống như củi vớt từ dưới nước vớt lên, để cần thời gian nó phơi thì nó mới khô từ từ, chứ nó không có khô liền. Rồi sau đó đó, như cái que củi mà phơi cho khô ráo rồi có thể đốt được. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ở lâu thì chúng ta có thể hành thiền được tốt hơn. Nhưng mà nhớ là chúng ta phải có sự cư xử phù hợp. Chứ còn chúng ta ở trong chùa chúng ta vẫn hưởng dục thì chẳng khác nào củi phơi ở ngoài nắng, mà trời mưa mình cứ phơi gió phơi sương thì cũng chẳng thể nào nó khô nổi. Thành ra đó là cái vấn đề thứ hai, là đôi khi chúng ta cần thời gian. Thành ra tại sao mà khóa thiền dài ngày quý vị sẽ đạt được lợi ích nhiều hơn là những khóa thiền ngắn ngày, huống chi là khóa thiền chỉ có một ngày hai ngày. Là một điều nữa là khi chúng ta gặp những cái phóng tâm, chúng ta không khéo xử lý. Cái cách khéo xử lý nhất ở đây đó là gì? Giống như tôi nhớ gặp một cái vị mà võ sư mà đứng đầu, hàng đầu, thì người ta hỏi vị này á, là bây giờ nếu như mà gặp một tên cướp nó chĩa dao vô ngài thì ngài làm cái gì? Thì vị võ sư này lúc bây giờ lại trả lời khác. Vị này trả lời là thì cứ đưa tiền cho nó thôi, đơn giản thế, chống lại nó làm gì? Cướp nó dí dao cho mình chỉ đưa tiền cho nó thôi. Tại vì sao? Vị này, bởi vì vị này hiểu là người ta sẽ bắt chước, cho nên trả lời là trả lời với cái tâm thế của cái người mới, cho nên là nó chỉ giao cho người cứ đưa tiền cho nó thôi. Thì như vậy là chúng ta khéo. Còn cái khéo khi mà chúng ta hành thiền đối mặt với những cái vọng tâm, phóng tâm, đó là gì? Đừng để ý tới nó, không chạy theo nó đã đành rồi, đừng để ý tới nó. Mà đừng để ý tới nó thì chúng ta cần làm gì? Tiếp tục chú tâm vào hơi thở, chú tâm vào điểm hơi thở. Nó giống như chúng ta đọc sách,
hoặc chúng ta coi điện thoại thì có những con chó, con mèo nó chạy qua, nó giỡn hết trước mặt mình, cứ mặc kệ nó, đừng để ý tới nó. Thì tự nhiên nó qua. Quý vị sẽ trải qua một cảm giác giống như là đầu mình nó đang chiếu phim vậy đó. Đủ bộ phim nó chạy qua chạy lại hết. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cứ tiếp tục tập trung vào hơi thở. Phim nó chiếu thì mặc kệ nó, đừng có theo dõi nó. Giống như một cái cô, cổ bị, cổ đi thăm bác sĩ tâm thần. Cổ nói với bác sĩ là bây giờ cổ bị cái bệnh cổ lạ lắm, thì mỗi đêm thì cổ mơ thấy chuột á, mà chuột mà cả đám chuột á, mà nó lạ cái là mấy con chuột này nó tổ chức bóng đá. À thì bác sĩ nói thì rồi bây giờ có nghĩa là bây giờ cô cần tôi cho cái thuốc để cô ngủ ngon không có mơ đúng không? Thì được rồi, bây giờ đây thuốc như thế này đây, thì cô về cô uống theo là tối đảm bảo cô ngủ ngon và cô không có mơ nữa. Thì cái cô bệnh nhân cũng mới hỏi bác sĩ là nhưng mà bác sĩ ơi, cái này để vài ngày nữa uống được không? Bác sĩ nói thì cũng được thôi, nhưng mà tại sao giờ không uống mà để chờ vài ngày? Cô mới nói là tại vì bây giờ mấy con chuột nó đá vô chung kết rồi. Thì có nghĩa là đôi khi chúng ta cứ chạy theo cái phóng tâm đó. Thậm chí như sư nói, phim nó chiếu cứ mặc kệ nó, mình cứ tập trung hơi thở thôi. Sư nói thì sư sợ quý vị để ý coi phim nó chiếu tập mấy rồi đó. Đừng có để ý tới nó, mặc kệ nó. Đã biết nó là ảo rồi thì đừng để ý tới nó. Quay trở lại theo dõi hơi thở. Không cần phải xua đuổi đó. Mà cũng không cần phải mời gọi nó, đừng để ý tới nó là xong chuyện. Đó là kỹ thuật khi mà quý vị bị phóng tâm. Còn khi tâm mà chúng ta bị phóng dật á, tức là chúng ta không thể tập trung được vào hơi thở, thì khi đó như sẽ nói chúng ta tập gồng cái tâm mình lại, dùng hết sức chú tâm, mà sư tạm dùng cái từ là gồng tâm lại. Quyết định trong vòng 10 hơi thở ta sẽ chú tâm, rồi sau đó thậm chí chúng ta có thể nắm chặt tay lại, cắn chặt răng, lưỡi đè lên nóc họng, thở vào thở ra đếm 1, thở vào thở ra đếm 2, thở vào thở ra đếm 3, đếm tới 10, ngừng, thả lỏng tâm một tí. Rồi sau đó tiếp tục làm thêm 10 hơi nữa, tập trung hết sức vào 10 hơi thở. Thở vào thở ra đếm 1, thở vào thở ra đếm 2, cho tới 10 hơi thở. Sau đó tiếp tục thả lỏng ra. Giống như người tập tạ vậy đó. Tập, chúng ta tập từng bài, mỗi một bài 10 cái. Sau đó thả lỏng ra, nghỉ ngơi một tí xíu, cho tâm nó thả lỏng ra. Rồi sau đó tiếp tục. Đừng có sợ việc chúng ta bị phóng tâm. Bởi vì chúng ta là những người mới, cho nên chuyện phóng tâm là chuyện bình thường. Điều quan trọng là chúng ta nỗ lực để chúng ta giữ chánh niệm được bao nhiêu. Thành ra đừng có sợ chuyện mình ngồi mình cứ vọng tưởng, phóng tâm suy nghĩ lung tung, mặc kệ nó. Nếu cần thiết, nếu tâm mình phóng nhiều quá, gồng tâm lại để theo dõi. Rồi từ từ á, khi nó đã quen rồi thì chúng ta có thể lên 2 lần, tức là 2 lần 10 hơi thở. Rồi 3 lần, tức là 3 lần 10 hơi thở.
Rồi khi mà dài thì từ từ hơi thở nó sẽ bình thường trở lại và chúng ta không có phóng tâm. Việc đếm hơi thở nó chỉ nhằm mục đích là giúp cho tâm chúng ta được định, được cố định, được trụ vững. Chứ không phải là chúng ta cứ thế chúng ta đếm suốt ngày. Nhiều người bị nhầm lẫn, họ cứ đếm hơi thở và họ đếm suốt, và cho đến khi họ lại bị dính vào việc đếm hơi thở, tới họ không đếm hơi thở họ thiền không được. Nên nhớ việc đếm hơi thở chỉ là phương tiện tạm thời để chúng ta theo dõi hơi thở thôi. Còn đối với những người mà bị mệt mỏi thì nó lại có một khả năng nữa là quý vị gồng tâm quá. Tức là cái đầu là do tâm nó phóng dật, nó không có chịu mà làm việc. Cho nên chúng ta phải ép nó, chúng ta kéo nó căng trở lại để nó làm việc. Còn trường hợp thứ hai là chúng ta để tâm chúng ta nó căng quá. Nó giống như là việc chúng ta lái xe vậy. Thì đương nhiên lái xe thì cần phải cầm chặt tay lái, phải giữ vững thì khi đó mới lái được. Nhưng không có ai lại đi gồng cầm cứng cái tay lái, không được. Tại vì khi mà gồng cứng tay lái thì thứ nhất là chúng ta mỏi cơ, nó mau hết sức. Đã vậy nó còn không hiệu quả. Tương tự như thế, khi chúng ta để cho tâm chúng ta căng cứng quá sức thì chúng ta mệt và thậm chí nó không hiệu quả. Như vậy làm sao là vừa? Thì chúng ta tập nhả lỏng tâm ra, nhả ra một tí, nhả từ từ thôi, nhả ra một tí. Và từ từ chúng ta sẽ nhận ra cái điểm tập trung thích hợp, tức là không quá căng thẳng và cũng không quá buông lỏng. Cái đó là kinh nghiệm của mình thôi. Từ từ thì quý vị sẽ nắm được cái cốt lõi này. Hơn nữa, việc thực hành thiền nó đòi hỏi cần có thời gian để rèn luyện. Giống như việc quý vị tập thể dục vậy. Không thể nào chúng ta tập một lần, hai lần mà khỏe liền. Cũng không thể nào chúng ta tập chừng có một tuần, hai tuần là khỏe liền. Nó cần có thời gian. Tâm chúng ta cũng vậy, cần có thời gian để rèn luyện. Trong 7 ngày này là khoảng thời gian tốt nhất, điều kiện tốt nhất để cho chúng ta thực hành. Rồi khi chúng ta đã nắm được kỹ thuật, nắm được các cái phương pháp giải quyết các vấn đề, thì khi chúng ta về đó, chúng ta vẫn tiếp tục nỗ lực thực hành. Xin thưa là ở những cái thiền viện ở miến như là thiền viện Ba Ốc, thiền viện Mahasi rồi, thì không có khóa thiền. Xin nhớ là khi xin qua Ba Ốc ở đó không có khóa thiền, mà tất cả mọi người vào là ở luôn ở trong đó và cứ như là thiền sinh lâu năm. Người mới chỉ đơn giản là đi lên gặp vị thiền sư hỏi và ngài hướng dẫn, sau đó là trình pháp thế thôi. Tức là cần trình pháp thì đi lên trình pháp, cần hỏi phương pháp thực hành thì đi lên thực hành, sau đó cứ như thế tiếp tục thực hành. Giờ hành thiền chung thì tất cả mọi người đều đi lên hành thiền. Sáng sớm sau khi tụng kinh xong thì hành thiền tới giờ ăn.
Giờ ăn đi xuống ăn, ăn xong đi lên hành thiền. Hành thiền tới giờ chiều tụng kinh xong tiếp tục hành thiền. Còn nếu ai cần trình pháp thì đi xuống gặp thiền sư để trình pháp, sau đó lại đi lên tiếp tục hành thiền tới tối đi về. Tức là cái người đi đến thiền viện đó, phần lớn và hầu hết thời gian của họ là ở thiền đường, họ phải hành thiền ở đó. Còn cái cốc á, chỉ là nơi tối về ngủ thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Và mọi người làm cái đó một cách rất là tự túc. Thì chỉ có như vậy chúng ta mới siêng năng và có hiệu quả được. Còn hiện tại bây giờ chúng ta chưa có điều kiện để làm cái việc đó. Tức là mọi người đi vào mặc nhiên là ở thiền đường, cứ thế hành thiền, chỉ về cốc tối đi ngủ hết. Cứ như vậy. Thì khi đó không còn cần tổ chức các khóa thiền nữa, bởi vì bản thân đó đã là các khóa thiền rồi. Thì khi mà chúng ta dành nhiều thời gian như thế thì việc hành thiền của chúng ta mới tiến bộ được. Còn khi mà quý vị về đời chúng ta còn lăn lộn cơm gạo áo tiền, các công việc các thứ, thì làm sao mà chúng ta có thể tiến bộ trong việc hành thiền được. Chính vì như vậy, hãy biết quý trọng khoảng thời gian ở đây. Rồi sau đó, thì sư ví giống như là chúng ta sạc đầy pin rồi chúng ta về nhà vậy đó. Khi nào mà cạn pin thì lại vào chùa tu, sạc pin rồi lại về nhà tiếp. Thì như vậy thì thôi, cũng coi như đời sống cư sĩ quý vị cũng tạm ổn. Chính vì như thế cho nên là bên cạnh các khóa thiền dài ngày thì mỗi cuối tuần thì sư cũng tổ chức các cái buổi tu cuối tuần, bao gồm thứ bảy và chủ nhật, và thêm cái chiều tối thứ sáu. Ai muốn ở lại thì ở lại, còn ai không ở lại được thì cứ sáng đi chiều về cũng không sao. Thì nó giống như là chúng ta có chỗ để chúng ta sạc pin lại. Bởi vì ngày hôm qua quý vị nghe nhắc đến người dân xứ Cú Rú, tức là người dân được nhắc đến trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Người dân ở đây, việc thực hành Tứ Niệm Xứ được lưu ý rất là nhiều. Và người ta gặp nhau, người ta hỏi nhau là bạn có thực hành tứ niệm xứ hay là không. Nếu câu trả lời là có thì họ nói là chúc mừng bạn, bạn đã sống một cuộc đời không có vô ích. Còn nếu ai trả lời là không thì họ sẽ than là bạn đã sống một cuộc đời vô ích. Ở xứ Cú Rú, ngay cả loài vật là cái con chim két, nó cũng thực hành tứ niệm xứ. Tức là không chỉ con người mà ngay cả con thú cũng thực hành tứ niệm xứ. Nhưng mà chúng ta thì không so được với họ. Mà nếu như quý vị muốn, tức là chúng ta muốn vẫn thực hành tứ niệm xứ như người cư sĩ tại gia, thì quý vị cần xem coi mình có điều kiện như người dân xứ Cú Rú hay là không. Đầu tiên, người dân xứ Cú Rú là ai? Là những người xứ Bắc Cu Lưu Châu. Khi đi theo vua Chuyển Luân Thánh Vương đi qua cõi Diêm Phù Đề, và vua Chuyển Luân Thánh Vương chết, họ bị kẹt lại và họ ở lại. Cho nên cái vùng đất họ ở người ta gọi là người dân xứ Cú Rú. Thì như vậy họ có đặc điểm gì? Thứ nhất
là họ không phải lo chuyện đi làm kiếm tiền. Cần ăn thì cứ hái trái mà ăn thôi. Hơn nữa đồ ăn của họ là đồ ăn thượng vị. Các vị Phật độc giác, các vị thánh khi gặp những cái thời buổi khó khăn á, thì họ cũng rất thích đến Sư Cú Rú để họ khất thực. Bởi vì đồ ăn ở đó rất là ngon, ngon như là hoàng cung vậy. Quý vị nghĩ một người mà cả một cái xứ ở đó người ta không cần phải đi làm, đồ ăn thì dư giả, thì cái chuyện hành thiền nó phải đơn giản, nó dễ dàng hơn, nó khác với chúng ta rất nhiều. Đương nhiên nếu như chúng ta có điều kiện, tức là ai đi làm thì cứ đi làm, nhưng mà tôi chỉ đơn giản là tôi ăn rồi tôi hành thiền thôi, thì quý vị có cơ hội giống như người dân Sư Cú Rú. Một điều đặc biệt nữa của người dân Sư Cú Rú là họ giữ năm giới một cách tự nhiên. Nó khác với chúng ta hiện tại. Bây giờ đi ra ngoài đời, cái người giữ được năm giới nó rất là hiếm. Sư thấy nhiều người tự hào vỗ ngực là tôi ăn chay được 5 năm, tôi ăn chay được 7 năm, mà tôi sư chưa thấy ai dám tự hào là tôi giữ giới được 1 năm không phạm. Tại sao? Tại giữ giới nó khó hơn rất là nhiều. Mà người dân Sư Cú Rú giữ năm giới một cách tự nhiên. Rồi một điều nữa, điểm đặc biệt nữa của người dân Sư Cú Rú đó là họ không có suy nghĩ đây là tài sản của tôi. Không có. Giả sử như một đám người đi để đồ ở trên bờ rồi đi xuống dưới hồ, dưới sông họ tắm, thì đi lên cái nào gần họ nhất thì họ lấy họ mặc thôi, họ lấy họ xài. Họ không có khái niệm cái này là đồ của tôi, cái kia là đồ của tôi, không có. Rồi một điểm nữa của người dân Sư Cú Rú là họ không có cái khái niệm đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, đây là con của tôi. Nam nữ ưa nhau thì dắt nhau vô bụi, sau đó đứng dậy đi, đường ai nấy đi, xong. Tới hồi mà đẻ con thì đẻ xong rồi đứng dậy đi, không có nuôi ngày nào hết trơn á. Nó khóc, người đi qua đi lại đút tay vô miệng nó cho nó bú tay. Con tôi khát sữa bú tay đó, thì cho bú tay. Thì cái chất dinh dưỡng tiết ra từ người dân Sư Cú Rú nuôi đứa nhỏ lớn, và nó lớn lên thì ông bà cha mẹ sống sao nó sống y chang vậy. Nó không, họ không có khái niệm cha mẹ tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi. Mà điều đó nó đưa đến việc là họ rất là nhẹ chuyện ái dục. Họ không có sự nắm giữ, không có sự chấp giữ. Điều này người Nam Thiện Bộ Châu mình không có. Mà việc hành thiền á, thì chúng ta càng thiểu dục, chúng ta càng bớt lo những cái chuyện mà kiếm sống, chúng ta càng giữ giới thì việc hành thiền chúng ta càng tốt. Cho nên sư nói là chúng ta không thể so được với người dân Sư Cú Rú. Chính vì như thế ở Sư Cú Rú ngay cả loài vật nó còn hành thiền tứ niệm xứ, nhưng ở đây không được. Bởi vì chúng ta còn rất nhiều thứ phải lo. Như vậy thì hãy trân trọng khoảng thời gian chúng ta được vào thiền viện, được vào chùa chúng ta tu tập. Hãy trân trọng bởi vì chúng ta đã phải trả giá. Chúng ta đã phải thu xếp rất nhiều những công chuyện gia đình, công ty, hãng xưởng để chúng ta vào được đây. Nó không phải là chuyện đơn giản. Hãy trân trọng nó và hãy nỗ lực tu tập để nó có kết quả. Còn cái chuyện về đời thì chỉ khi nào bây giờ nè, quý vị hành thiền nó có được sức mạnh thì về chúng ta mới xài được.
Chứ nếu không thì đâu cũng vào đó. Mà sư hỏi quý vị nè, quý vị đi làm mệt mỏi, mà tại sao thì nhiều người vẫn thích đi du lịch? Mà nói thiệt, đi du lịch nhiều khi nó cũng đâu có sung sướng đâu. Trừ khi quý vị đi du lịch hạng sang, cái kiểu luxury, thì nó còn có kiểu du lịch nghỉ dưỡng thì nó khác. Du lịch của mình là cứ lên xe đi ngủ, xuống xe đi tiểu, tới giờ chụp ảnh hết rồi. Sao mọi người vẫn mê du lịch vậy? Mà du lịch xong rồi quay về là tiếp tục là cơm gạo áo tiền tiếp tục. Tại vì chúng ta nghĩ là việc đó giúp cho cái đầu óc chúng ta được thư giãn, nó giúp cho chúng ta được thoải mái, cho nên là chúng ta vẫn cứ cắm đầu đi du lịch thôi. Việc hành thiền nó cũng tương tự như vậy, giúp cho quý vị được buông xuống, được giải tỏa những cái gánh nặng trong đời sống cư sĩ tại gia, và giúp cho chúng ta có kỹ năng để cho tâm của mình nó cứng cỏi hơn, để cho khi về đời đối diện với những khó khăn, với những nghịch cảnh, hoặc là với những cám dỗ, với những vấn đề cá nhân của chúng ta có cách giải quyết. Rồi sau đó đó thì có cơ hội cứ tiếp tục quay trở lại chùa, quay trở lại thiền viện, tham dự các khóa thiền tiếp tục. Dài ngày thì tham dự dài ngày, còn không thì tham dự các khóa ngắn ngày cũng được. Để chi? Để chúng ta dưỡng lại cái tâm của mình. Xin thưa, nếu mà quý vị đi du lịch, thì trong 7 ngày quý vị sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền, cứ tính đi. Tiền ăn nè, tiền ở nè, rồi tiền cho hướng dẫn viên du lịch nè, tiền đi tham quan các thứ. Quý vị vào đây rất là thoải mái, không tốn đồng nào. Cho nên là hãy nỗ lực rèn luyện tâm của mình. Nhớ kỹ thuật thực hành thiền hơi thở, sư đã nói mấy lần rồi. Với những ai vẫn còn chưa biết, sư nhắc lại một lần nữa. Đầu tiên, đưa tay lên trước mũi, thở bình thường để xác định điểm hơi thở. Sau đó đó, dùng tâm của mình để xác định, cố định điểm đó. Cố định điểm đó. Sau đó từ từ thay điểm đó bằng một cục bông gòn. Giữ nó một đoạn, dùng tâm để cố định điểm đó, không cho nó chạy. Được một lúc, nhẹ nhàng thả tay xuống. Cái cục bông gòn vẫn ở chỗ cũ. Tiếp tục thở vào, thở ra. Thở vào, hơi thở đi vào cục bông gòn. Thở ra, hơi thở đi qua cục bông gòn. Điểm theo dõi hơi thở là ngay cục bông gòn. Nhớ là chúng ta theo dõi hơi thở bằng tâm. Chúng ta quan sát điểm hơi thở bằng tâm. Chúng ta nhận biết điểm hơi thở bằng tâm, chứ không phải bằng mắt. Nhiều người họ cố, họ nhìn điểm hơi thở, mà khi nhìn như vậy mắt quý vị sẽ mỏi. Mà khi quý vị cố nhìn như vậy thì đôi khi quý vị sẽ thấy điểm hơi thở nó có màu đen. Không phải như vậy. Đó là do con mắt của chúng ta. Và khi hành thiền, quý vị có thể mở mắt ra. Nhớ, mắt mở nhưng mà nhìn khoảng cách gần, không có tiêu cự. Đừng chú ý vào bất kỳ vật gì, bởi vì khi đó tâm của chúng ta đang tập trung vào điểm hơi thở. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ tập cho mình
quan sát điểm hơi thở bằng tâm chứ không phải bằng mắt. Như vậy dù mắt của chúng ta có nhìn cái gì đi chăng nữa thì tâm vẫn bám vào điểm hơi thở. Nhờ như vậy khi chúng ta đi thiền, mắt mở chúng ta vẫn theo dõi điểm hơi thở bình thường. Hơn nữa, khi đi thiền, đừng bao giờ gắn hơi thở vào bước chân. Tức là ví dụ như bước một bước là thở vào, bước hai bước là thở ra, đừng bao giờ gắn hơi thở vào bước chân. Cứ bước bình thường mặc kệ nó. Và hãy trân trọng hơi thở, trân trọng điểm hơi thở như là chúng ta trân trọng con mắt của mình vậy, trân trọng điểm hơi thở. Như vậy thì điểm hơi thở nó mới không bị mất. Khi chúng ta bước đi, mắt nhìn nhưng mà không có tiêu cự, bởi vì tâm chúng ta đang tập trung vào điểm hơi thở. Mắt nhìn như thế chỉ vừa đủ để chúng ta tránh chướng ngại vật thôi, chứ không phải là chúng ta nhìn để chúng ta ngắm cảnh. Bởi vì điểm quan trọng chúng ta theo dõi chính là điểm hơi thở. Cứ như thế chúng ta bước đi. Và bước như thế nào, tốc độ như thế nào, thì bước vừa đủ một cách tự nhiên để tiếp tục theo dõi được điểm hơi thở. Nếu không theo dõi được thì đứng lại, xác lập lại điểm hơi thở và tiếp tục như thế bước đi. Như vậy đó, thì dù chúng ta làm gì đi nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi điểm hơi thở được. Đừng lo lắng việc chúng ta hành thiền mà còn phóng tâm, vẫn còn chưa tập trung được hơi thở, vẫn còn mệt mỏi, vẫn còn ngập thở, vân vân và vân vân. Tất cả những thứ đó theo thời gian chúng ta nỗ lực hành thiền thì từ từ nó sẽ được cải thiện và từ từ nó sẽ được tốt hơn. Dần dần á, qua 1 năm, 2 năm, 5 năm, nếu như chúng ta hành thiền một cách nghiêm túc thì từ từ nó sẽ tốt hơn. Còn đương nhiên nếu như mà chúng ta quanh quẩn chuyện đời thì nó sẽ giảm. Xin lấy ví dụ nghe, 1 năm của ông sư chuyên hành thiền hơi thở chắc chắn nó sẽ hơn 5 năm của người đời vẫn đi làm sinh hoạt ở ngoài mà vẫn theo dõi hơi thở. Nó khác nhau, nhưng ít ra thì nó cũng khá hơn người không có tập. Chính vì như vậy, hãy nỗ lực rèn luyện tâm của mình, rồi từ từ á, tâm của chúng ta sẽ ngày một kiên cố hơn, ngày một vững hơn, thì những vọng tâm á, nó sẽ ngày một ít hơn. Hoặc là mặc dù vẫn còn vọng tâm, nhưng nếu như chúng ta muốn, chúng ta hoàn toàn có thể không để ý tới nó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở, và hôm nay coi như là bữa cuối để theo dõi hơi thở đó. Cho nên là hãy ráng nỗ lực ha. Và ngày mai chúng ta sẽ qua phần quán thân trên thân. Đây. Thì xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá.